Chào mừng tất cả anh chị đến với đầu tư tiền điện tử và em là Cương Trần Thì thực sự bây giờ em đang cảm thấy rất là vui Vì một cái thông tin em sắp đưa ra cho anh chị Đó là đồng C3 đã được niêm yết chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance Và sàn Binance vừa đưa ra một cái thông báo Ở đây một tiếng trước là sẽ niêm yết C3 Inu trên sàn Binance thì thực sự là chính vì những cái lý do dạo gần đây mọi người có biết là cái đồng Shiba nó tăng trưởng rất là kinh khủng đúng không ạ? Và những anh chị nào đã đồng hành với đầu tư tiền tử từ lúc mà vào ngày 15 tháng 3 năm 2021 khi mà em làm cái video này có 6.000 lượt view đó Và những anh chị đồng hành cùng đầu tư tiền tử vào cái thời gian đầu Thì được mua với giá Shiba cực kỳ tốt và em vẫn nói là ừ anh chị ơi anh chị giữ đi Và tới thời điểm này có vẫn có những anh chị đang nắm giữ Shiba đó Hồi xưa lúc mà em làm cái video này Lúc vào ngày 15 tháng 3 Thì giá của nó là anh chị thấy không 0.00000008 Và ở thời điểm này anh chị thấy là 0.0002 Nó đã giảm bớt mấy số 0 rồi Đây 2, 4, 6, 7, số 0 Và bây giờ là chỉ còn là 2, 4 số 0 thôi Thì thực sự là đã tăng trưởng rất là nhiều rồi và đối với bản thân em thì em cũng chốt theo đúng cái lộ trình của em đề ra nếu mà em không chốt thì tới thời điểm này thì em đã đã thắng rất là lớn rồi nhưng mà thực sự em cảm thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được những cái điều mà em cảm thấy hài lòng về những cái lộ trình mà mình đặt ra khi mà đồng coin này tăng giá và tới thời điểm này có thể là em sẽ sẽ không chốt theo lộ trình nữa mà em sẽ chờ đợi là một cái sự đột phá của cái đồng C3 này hơn thì hiện tại bây giờ là em Ngày hôm qua khi mà giá Khi tài khoản của em lên 20.000 đô Và em đã chốt ra Em đã chốt ra 10.000 đô rồi Thì hôm trước em có làm cái clip Em chốt ra 10.000 10 đô con Shiba Là tổng là em đã chốt ra 20.000 đô Thời điểm này là em đang Hiện tại còn 13.000 đô Chỉ có thể thấy trên màn hình đây là tổng số coi em đang nắm giữ đó Và bên cạnh đó là những cái kèo Mà em có chia sẻ cho anh chị Về 4 tấm vé số đây bốn tấm vé số ở đây ạ à bốn tấm vé số trên đây và những cái đồng coi đó đã tăng giá rồi thì thực sự em cũng rất là vui mừng khi mà đã giúp anh chị kiếm được tiền ở trong thị trường này nó thật sự luôn anh chị giúp anh chị kiếm được tiền là em cảm thấy rất là vui rồi vì cái cái mục tiêu về đầu tư tiền tử đặt ra khi mà em thành lập cái kênh này và tới thời điểm này thì thực sự em rất là vui vì những cái những cái đồng coi mà em tư vấn cho anh chị ở trên đây những anh chị nào đi theo từ những cái cái video đầu tiên em làm ra những cái cái đồng 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 tiền tử này thì đã kiếm được rất là nhiều tiền rồi. Đây, anh chị có thể coi là tất cả những cái cái dự án em đánh giá đây những anh chị nào mình mua theo thì thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài trừ vài những cái trường hợp đó là thực sự xui rủi không mong muốn và anh chị bị mất tiền. Đó thực sự là là những điều đó em không mong muốn. Thì chúc mừng anh chị nào vẫn còn nắm giữ C3 tới thời điểm này cùng với em và những người bạn của em Thì thực sự có những anh chị á Shiba đã trên sàn Hotbit Hotbit và sàn Hotbit nó bị hắt Thì tới thời điểm này 4 ngày nữa thôi là nó sẽ mở Thì em hy vọng tới thời điểm đó Những anh chị đó Cái giá của Shiba nó vẫn tăng trưởng không ngừng Thì những anh chị đó sẽ thắng cực kỳ lớn Thì thực sự đó Trong cái có thể làm hy vọng là Trong cái xui đó của anh chị Thì nó sẽ có một cái may Thì thực sự là những bạn đó đã thắng nếu mà tới thời điểm đó giá giá vẫn tăng nha thì có thể là những cái bạn đó đã thắng rất là lớn rồi nên là em vẫn mong những cái anh chị đó sẽ sẽ hái được quả ngọt khi mà mà trong cái xui của mình là cái sàn nó bảo trì và tới khi sàn nó mở cửa ra và anh chị bán được mút một, một số tiền cực kỳ lớn thì đó là một niềm vui khi mà cũng chúc mừng có thể là tới thời điểm đó sẽ chúc mừng những anh chị đó sau rồi thì đây là thông tin em đưa ra cho anh chị về đồng Shiba Inu sẽ được niêm yết trên sàn Binance. Thì đây. Vào thời gian cụ thể là 11 giờ sáng UTC thì 11 giờ sáng UTC. 11 giờ UTC là mấy giờ Việt Nam đúng không? Giờ đây là 18 giờ thì 6 giờ thì hồi điểm này đã là 4 giờ rồi thì còn 2 tiếng nữa sẽ list Binance thì anh chị Em hy vọng sẽ có một cái cú đột phá cực kỳ lớn ở thời điểm này đối với đồng Shiba. Đó. Và em mong những cái điều em hy vọng nó là sự thật thì chỉ cần nó giảm bớt một số không nữa thôi thì tài khoản cũng có thể là ít thêm năm lần nữa. Rồi video của em tới đây là hết. Nếu anh chị nhận được giá trị ở video này thì nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Rồi xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn gặp anh chị ở những video lần sau.